kính thưa các đại biểu, các ban ngành đoàn thể và ủy ban phường trên các phường trên địa bàn quận Long Biên. Kính thưa các đại biểu, hội sinh vật cảnh, lãnh đạo hội sinh vật cảnh Hà Nội, lãnh đạo hội sinh vật cảnh Long Biên, kính thưa các nhà vườn, các nghệ nhân, kính thưa các quý doanh nghiệp, quý đối tác cùng toàn thể những người yêu sinh vật cảnh có mặt tại sự kiện ngày hôm nay. Hôm nay trong không khí tưng bừng chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân quận Long Biên, Công ty Cổ phần Triều Điền Hà Nội tổ chức sự kiện triển lãm trưng bày sinh vật cảnh, đồng thời cũng là dịp ra mắt tuyến phố chuyên danh hoa cây cảnh quận Long Biên. Lần đầu tiên thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị đại biểu, quý vị chú ý đã dành thời gian quý báu đến tham dự sự kiện này. Tôi xin kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, cùng hòa mình với thiên nhiên, không gian nghệ thuật với các tác phẩm biến nói. Chúc triển lãm thành công rực rỡ. Quý vị thân mến, triển lãm hoa cây cảnh 2024 là một khởi đầu đầy hứa hẹn cho tuyến phố chuyên danh hoa cây cảnh. Sự kiện này không chỉ mở ra cơ hội kết nối đam mê, kết nối giao lưu kinh doanh của những người yêu sinh vật cảnh trên cả nước, đồng thời cũng là địa chỉ để người dân Long Biên đến vui chơi thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc thường xuyên. Với sự góp mặt của hàng trăm nghệ nhân đến từ khắp ba miền đất nước, triển lãm mang đến một không gian đa dạng, phong phú về chủng loại cây cảnh. Đây không chỉ là dịp để chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thể hiện tâm hồn bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, mà còn là nơi giao lưu học hỏi của những người yêu sinh vật cảnh. Qua đó góp phần lan tỏa yêu thương cây xanh đến cộng đồng, nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Qua đây tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà vườn, các nghệ nhân đã không ngừng sáng tạo, chăm chút đến những tác phẩm cuối cùng để tạo ra những tác phẩm độc đáo. Chính nhờ sự đóng góp của quý vị, diễn đàn của chúng ta mới trở nên phong phú và ý nghĩa. Chúng tôi tin rằng triển lãm hoa cây cảnh năm 2024 khai trương tuyến phố chuyên danh hoa cây cảnh quận Long Biên chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật mà còn là một hoạt động vô cùng thiết thực nhằm góp phần xây dựng quận Long Biên ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững. Lời cuối cùng tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các nghệ nhân và các chị em có mặt cuộc thời ở đây một buổi trưa thật vui vẻ. Xin cảm ơn. Xin thưa các lãnh đạo, các nghệ nhân, các doanh nghiệp, cũng rất là cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng Triều Điền. Trong suốt một tuần vừa rồi, là mặc dù là mưa bão ở Hà Nội rất là khó khăn, bản thân em làm tập đoàn, làm Triều Điền là làm xuyên suốt ngày đêm cũng rất là vất vả. Nhưng mà các bạn truyền thông và các nhà vườn nghệ nhân cũng luôn luôn đứng đằng sau ủng hộ, đặc biệt là sự tạo điều kiện của Ủy ban Nhân dân quận Long Biên và Ủy ban phường Việt Hưng đã luôn luôn tạo cho tôi những cái gì mà tốt nhất để hoàn thành được sứ mệnh là tạo ra một cái triển lãm được thành công nhất. Tôi thay mặt công ty xin cảm ơn Ủy ban quận Long Biên, cảm ơn phường Việt Hưng và cảm ơn các anh em nghệ nhân nhà vườn, cảm ơn các bạn bè đối tác. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn.